Mày vừa cấp vừa đó làng hả? Thì sao? Ở cái trường này, có tao á thì được học làm chùm chứ. Mày đừng có tưởng tao sợ mày. Làm gì vậy? Tôn sao mấy người đánh lộn? Dạ, đâu? Cái này mày đâu vậy? Xạo! Xạo! Đâu thiệt? Xạo! Đâu thiệt? Xạo! Đâu! Công nhận tụi mình ác thiệt. Hồi nãy lấy đá bỏ vô con Mumu không biết giờ mi nó làm sao ha? Còn sao nữa ba? Tao nghĩ giờ á nó cầm lại thấy bụng nồi nó luôn rồi đó. Ừ, mà sáng giờ không thấy thằng Thiên ta? Chắc đi ăn mì một trứng hai dắt rồi đó. Mày làm như ai cũng như tao mày. À mấy đứa bên trường Đại Vũ á, nó rủ ba mình qua chơi bóng rổ với tụi nó đó. Có hả? Có. Dám chơi không? Chơi chơi sợ gì. Đi chơi. Hoạt động quản lý là hoạt động có tính sáng tạo cao. Trong tất cả các văn bản, chỉ thị đều chỉ là những quy định chung, nhưng việc vận dụng nó vào những trường hợp cụ thể thì rất là tư duy linh hoạt. Thầy xin cho lớp ít phút nha. Này này này. Đây là bạn Khánh, mới chuyển trường. Có gì cả lớp giúp đỡ bạn Khánh. Ê, như thằng này tập đúc đại phải không mày? Nhìn nó đẹp trai quá. Ê, cái trường này con tao ở đây, ai đẹp trai hơn? Đúng rồi đó. Nhìn mập láo cũng chết. Láo hả? Để coi nó được bao lâu. Em tới chỗ trống đó ngồi nha. Lát cô giáo có gì xuống phòng giáo vụ mình học tí. Dạ. Này ai ngồi không? Không, ở đây không ai ngồi hết á. Đừng có, để nó biến chỗ khác. Thử lại nha. Hồn nào là ngại kiểm điểm hết. Ha, nó đẹp ha. Tay, cho mày nè. Đẹp không? Rất hợp với mày. Cảm ơn chị nhóc. Mày. Các em đang làm gì vậy hả? Thầy An à? Dạ. Thầy có biết cậu học sinh mới chuyển trường tới không? Dạ biết chứ. Chính tay em dẫn nó vô mà thầy. Mà em không hiểu làm sao á, ngày đầu chuyển trường mà không có phụ huynh đi theo. Riết rồi giờ em không hiểu làm sao luôn. Phụ huynh á ỷ mình có tiền, quăng tiền vô cho con cái học rồi bỏ bê nó luôn. Chắc chắn sẽ có một ngày em mời phụ huynh nó vô làm việc cái vấn đề này. Nó là con của tôi đó. À. Thì sao thầy? Đây là một điều bí mật. Tôi không muốn bất kỳ một học sinh hay là cô giáo nào biết được điều này. Dạ. Thầy An à, thầy giữ bí mật giùm tôi nha. À, dạ chắc chắn chứ. Dạ thầy chắc, cũng dòm ngó em giùm tôi ha. Dạ. Mà nãy giờ em có nói gì sai á? Em mong thầy bỏ qua cho. Không không đâu, thầy nói đúng mà. Dạ em nói đúng ha. Dạ. Thank you.
Quỳnh Duy ngán rồi. Cái này đổi món cho mày. Thôi là mới với trường tới không biết ba đứa tao lại. Để nó không biết luôn kìa. Không tin được luôn á. Mày đúng là nóng càng. Thôi, mình xin lỗi mấy cậu nha. Ờ, vậy đi. Ê, xin lỗi rồi. Ê, thằng kia. Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Trường Sa và Hoàng Sa là một tập hợp thực thể địa lý được bao quanh bởi những vùng đánh cá trù phú và có tiềm năng dầu mỏ khí đốt thuộc Biển Đông. Định chút uống nước cam rồi học tiếp không? Dạ, con cảm ơn bà. Bà thấy con á, lúc nào cũng lo học hết á. Rồi còn đi làm nữa. Mà không có biết mà giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. Cứ như vậy hoài rồi đổ bệnh ra thì khổ đó con à. Bà cứ yên tâm đi, con á khỏe như voi vậy sao bệnh được. Ừ, ngày trước á ba con cũng nói như vậy đó. Ba con tối ngày đi làm không có lo giữ gìn sức khỏe, đến chừng mà đổ bệnh rồi á bao nhiêu tiền của cũng không đủ hết đó. Sức khỏe là vàng nha con, ráng giữ sức khỏe nha con. Dạ, bà đừng lo, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Nghỉ ngơi chút nha con. Dạ. Chết rồi, mai có mấy cái sản phẩm mới mà mình chưa học tính năng nữa, làm sao mà tư vấn cho khách được đây. Ý, FPT Shop của mình vừa được Apple chính thức ủy quyền bán chính hãng MacBook. Vậy mình phải học thêm mấy cái về MacBook để ngày mai còn dễ tư vấn cho khách nữa. Màn hình Retina, cấu hình mạnh mẽ. Kìa, Chi ngủ mấy ngày luôn rồi đó. Vậy chơi với Khánh đi. Cái nữa sẽ không, chồng Chi khóc nữa. Vậy chơi với Khánh đi mà. Vậy chơi với Khánh đi. Chi ơi. Vậy chơi với Khánh đi mà. Chi. Vậy chơi với Khánh đi. Dạ thưa bác sĩ, thưa bác sĩ cho tôi hỏi cháu Khánh và cháu Chi xuất viện được chưa bác sĩ? Dạ thưa anh, hiện tại cháu Khánh thì chúng tôi đang theo dõi. Dạ, nhưng mà khoảng tầm một tuần nữa thì cháu có thể xuất viện được. Còn bé Chi thì hiện tại còn đang hôn mê hả anh? Dạ, liệu bác sĩ tính cho cháu Khánh xuất viện bây giờ có sao không bác sĩ? Bởi vì tôi và bà xã tôi đã chuyển công tác rồi. Mà bây giờ để cháu lại một mình thì vợ chồng tôi không an tâm chút nào hết á. Dạ thưa anh, bé Khánh thì xuất viện hiện giờ vẫn được. Nhưng mà về đến nơi địa phương á, thì anh đưa cho cháu vào bệnh viện để theo dõi tiếp anh nhé. À, vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Ủa, Khánh, theo ba về con. Không, con không về đâu. Sao vậy? Bác sĩ nói con khỏe rồi thì mới về nhà chơi đây làm gì con. Đi. Không, con muốn đi chơi với Chi.
nghe ba nói nè, bây giờ về đi, rồi cái rảnh rỗi ba lấy xe chở con. Chị nghe, nghe con. Ba ơi, đi về, đi về đi. Ba không về đâu. Đi về, theo ba về đi. Không về. Đi, về. Không về, không về mà đánh chết liền. Đi về. Mày làm cái trò gì vậy? Sao mày nhìn thấy chó cái gì? Đang biết chơi. Không biết chơi thì nghỉ. Hên cho tụi mày, hôm nay tao không
chị dùng gì ạ? À? À. Cô. Ủa? Em làm gì ở đây vậy? Sao không ở nhà lo học bài đi? Dạ, em chỉ đi làm thêm cho vui thôi ạ. Vui cái gì mà vui? À, hàng gì á, lên lớp ngủ gà ngủ gật. Vũ, có chuyện gì vậy? Dạ em chào cô. Hai đứa. Em dụ dỗ bạn đi làm thêm đúng không? Dạ đâu có đâu. Bạn nó tự đi á. Dạ đúng rồi cô. Rồi thời gian đâu mà học hành hả? Cô phải nói cho mẹ em biết mới được. Thôi cô đừng có nói. Em vẫn học tốt mà. Em chỉ đi làm thêm cho vui thôi, đúng không Vũ? Dạ em tới liền ạ. À, có phải á, em đi làm thêm kiếm tiền để mua quà tặng cho bạn trai đúng không? Dạ không phải. Sao cô hỏi vậy? Đừng có chối nữa. Hồi bằng tuổi em á, cô cũng làm vậy. Hả? À, ý cô là đâu có như vậy. Bọn nhóc tụi em bây giờ hả, hay thiệt á. Không lo học hành á là coi chừng tôi đó nha.